Hello anh em, chào mừng anh em đến với cái kênh YouTube của mình. Thì mình là chú Ba Báo đây. Thì hôm nay mình sẽ lên 4 con gà che thái mini cho anh em coi nha. Thì đây là con điều chuối à, nhìn đẹp không anh em? Con này thì mình ra đi 5 xỉ nha à, anh em nào mua thì cứ bình luận ở dưới. Con này mã số 1 nha anh em nha. Ok, hôm nay mình có tiếng nói trong video rồi, đây là anh em có thể ok nghe rõ nha. Ai mua gà thì cứ bình luận bên dưới, đây là mã số 1. Mình không ship nha anh em nha. Anh em nào ở gần địa bàn mình thì mình giao tận nhà nha. Còn mình sẽ không ship đi toàn quốc đâu, tại vì gà này mình nuôi ít đó. Mình ship đi toàn quốc là sợ nó chết á. Ok, tiếp tục lên mã số 2 nha anh em nha. Rồi, tiếp tục cái mã số 2 nha anh em nha. Thì đây là con thứ hai. Con này thì nó bé thôi, bé hơn con hồi nãy. Thì con này mình bán 4 xị nha anh em nha. Đây là mã số 2 à, anh em coi gà thì đẹp ok thì comment cho mình à, mình sẽ báo địa chỉ nhà các tiểu gần khu vực mình thì tới nhà coi mua luôn, hoặc là mình sẽ giao luôn cho anh em chốt đơn nha. Ok, rồi con này là con mã số 3 nha anh em nha. Mã số 3 thì giống con mã số 2 à, hai con giống y hệt nhau luôn à, con này thì mình bán cao hơn tại vì dáng đẹp, dáng chuẩn à, chân tay đẹp đẽ à, ai mốt mình sẽ quay cận cảnh từng con cho anh em coi nét hơn nha à, con này thì mình ra đi với giá là 5 xị luôn nha anh em nha à, anh em là gần khu vực mình thì cứ tới coi nha. Đó, anh em là muốn mua thì đây là mã số 3. Comment dưới địa chỉ ở đâu thì được thì mình giao đi chốt đơn nha. Tiếp tục mã cuối cùng là mã số 4 à, mã này thì anh em nhìn con gà là anh em biết là cựa dài, dáng ok không à, mình không nuôi cái loại gà Malaysia hay gì đâu nha, mình chỉ nuôi cái loại gà mini thôi à, dáng đẹp hơn. Nhà kia nó ướt ướt cái bụng mà mình không thích cho nó à, con này thì con giống của mình thì mình cũng bán luôn củ rưỡi à, củ rưỡi anh em nào là chốt thì cứ bình luận nha. À, anh em nhớ cái đăng ký kênh cho mình luôn à, tiếp chỉ một đăng ký đúng không anh em, mỗi người một đăng ký cho mình nha. Ok, chào tất cả anh em nha. Anh em mua gà thì cứ bình luận bên dưới để mình hỏi địa chỉ, nếu mà quanh khu vực mình thì mình giao luôn, hoặc là anh em tới giao lưu coi gà đẹp thì chốt luôn nha anh em nha. Chào tất cả anh em nha.